Bộ Công an Việt Nam đã đột nhập, người ta dùng chữ là đột kích, thưa quý vị, đột kích vào một cái khu ổ đánh bạc của người Trung Quốc ở tại thành phố Hải Phòng. Thì cái ổ đánh bạc này á, là nó nằm ở trong cái khu đô thị, nó gọi là khu đô thị Our City, tức là thành phố của chúng ta. Thì khi mà cái lực lượng của Bộ Công an, lực lượng chức năng ở tại Việt Nam đột nhập vào cái khu ổ đánh bạc này của người Trung Quốc á, thì họ phát hiện là có khoảng 380 người Trung Quốc chia thành những cái nhóm nhỏ đang hoạt động trong những cái là cung cấp những cái đường dây đánh bạc, gọi là đánh bạc ở Việt Nam người ta hay gọi là đánh bạc trực tuyến. Thì ba người thì tổng cái số tiền mà giao dịch khi mà người ta kiểm soát trong cái thời điểm mà lực lượng chức năng đột nhập vào cái khu này đó thì là khoảng 3 tỷ nhân dân tệ, tiền Trung Quốc, tiền nhân dân tệ, tức là khoảng quy ra khoảng 10.000 đồng, 10.000 tỷ đồng của Việt Nam đang được giao dịch tại cái thời điểm đó. Thì phía các lực lượng chức năng thì cũng thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh và hơn 500 máy tính các loại, cùng nhiều cái hiện trường của nhiều cái đồ vật khác phục vụ cho cái việc đánh bạc online, tức là cá độ thể thao, đánh bạc, chơi lô đề các thứ. Nhưng mà thưa quý vị, một trong cái những thông tin này có một cái mà chúng tôi rất là đáng lưu ý, tức là báo chí ở trong nước á, thưa quý vị, họ dùng cái từ là đột kích. Thưa quý vị, tại sao lại phải lực lượng chức năng lại phải đột kích vào một cái thành phố, vào thực một cái khu dân cư? Thực ra ở đó thì người ta gọi là đột kích, nhưng mà mình thì gọi là bố ráp. Bố ráp. Đó thì thưa, tại sao tại ở một cái địa phương là đất nước Việt Nam mà cái lực lượng chức năng của Việt Nam lại phải bố ráp, lại phải đột kích vô như vậy? Thì thưa quý vị, là nó có cái chuyện là cái thành phố này đó, nó được canh giữ rất là nghiêm ngặt ở bên trong, mà người ngoài á, rất là khó vào. Thưa quý vị, là những cái hành động thường xuyên mà muốn đi vào kiểm tra của các lực lượng chức năng là cũng hoàn toàn là rất là khó khăn. Do vậy mà cái hoạt động của cái nhóm này nó diễn ra trong một cái thời gian khá dài. Thì cái khu đô thị này á, hiện nay á, thưa quý vị, là được một cái tập đoàn tại Hồng Kông đầu tư xây dựng, và cho đến nay là từ chính thức xây dựng là từ năm 2010. Thì đến nay là năm 2019 do một cái tập đoàn Hồng Kông làm chủ đầu tư, nhưng mà đa phần cái cư dân hiện nay á, là cư dân của người Trung Quốc. Và thưa quý vị, một cái vấn đề thứ hai chúng tôi muốn nhân cái câu chuyện mà bố ráp cái vụ cái sòng bạc này online này đó, thì chúng tôi muốn nói là ở tại Việt Nam hiện nay nó xuất hiện rất là nhiều những cái khu vực hoặc là những cái khu dân cư mà chỉ toàn người Trung Quốc thôi và sử dụng toàn tiếng Trung Quốc. Trong đó có những cái có nhiều nơi, thưa quý vị, là nhà hàng hoặc là quán ăn, hoặc là quý vị đến một cái khu vui chơi giải trí nào đó thì ở tại chúng ta chỉ thấy tiếng Trung Quốc thôi, và chúng ta không nghĩ là mình đang ở trên đất Việt Nam. Và có nhiều nhà hàng là họ không có phục vụ cho người Việt Nam nữa, và ngay trên chính đất của Việt Nam. Thì thưa quý vị, thì những cái điều đó nó nói lên cái gì? Nó nói lên là cái thực trạng là những cái doanh nghiệp Trung Quốc và người Trung Quốc hiện nay đang sinh sống ở Việt Nam thành những cái mô hình khép kín ở ngay trên đất của Việt Nam. Nó diễn ra rất là phổ biến, và nó có những cái cơ sở đó về ở, cơ sở nhà ở, về những cái cơ sở thương mại, những chỗ ở và những cái cơ sở thương mại đó nó xuất hiện rất là nhiều. Vậy thì điều này nó gợi cho chúng ta những cái gì? Nó gợi cho chúng ta những cái suy nghĩ gì? Đó là chúng tôi thấy cái đầu tiên là chúng tôi thấy là những cái sự xâm lấn về mặt kinh tế từng bước một rất là tinh vi, rất là gọi là mưa dầm thấm lâu như vậy qua một thời gian dài. Và chúng tôi thấy là không cần nói đâu xa, thì không cần nói những cái hành động xâm lược ở trên biển hay là những cái hành động võ trang, mà chính những cái việc xây dựng những cái khu phố Trung Quốc ở trên đất Việt Nam nó đã đặt ra cho chúng ta những cái nguy cơ rất lớn về mặt lãnh thổ, về mặt chủ quyền trong thời gian tới. Thì liên quan vấn đề, theo dõi vấn đề này, không biết là Linh Nga có thêm những cái thông tin gì không? Có thể cũng chuyển đến cho quý vị khán giả. Dạ, thì chắc là nó cũng như vậy thôi. Thì anh Hoàng Giang cũng đã tóm lược tất cả những cái ý quan trọng về cái vấn đề này rồi. Thì Linh Nga cũng không có nhiều những cái quan điểm nữa. Chỉ có là thưa quý vị, chị cũng thấy lưu ý rằng là nếu như chính quyền phía Hà Nội mà không có lưu tâm, bởi vì đây là một cái vụ việc diễn ra tại Hải Phòng, Việt Nam, thì đây là một cái khu đất lãnh địa của Việt Nam nhưng mà lại toàn người Trung Cộng sinh sống ở đó, cũng như là người Trung Cộng qua lại rất là đông đảo.
Thí dụ như là chúng tôi cũng có những cái bản tin người dân ở đây họ cũng có nói, thí dụ như là có cái trường hợp trên cái Nhật San lao động, Nhật San Cộng sản Việt Nam lao động, thì có một cái người dân ở đây có tên, ông gọi là tên ông Phạm Quang Đảo, là tổ trưởng tổ dân phố số 2A, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Ông cũng nói rằng là cái khu đô thị này là khu đô thị có tên là Our City. Our City là thành phố của chúng ta, nhưng mà thực ra là thành phố của Trung Cộng đó, thưa quý vị. Thuộc tổ dân phố số 2A, địa bàn khu vực dân cư do tôi quản lý, hầu hết là người Trung Cộng sinh sống. Ông nói, ông Đảo nói. Tuy nhiên kể từ khi khu này có người đến ở, tôi và các cán bộ khu dân cư không thể tiếp xúc được với những người quản lý ở nơi đây, cũng như những người sinh sống trong khu vực này. Ông là tổ trưởng dân phố nhưng ông không được quyền tiếp xúc với những cái người sinh sống trong đó và những cái người quản lý của cái khu đô thị đó, thưa quý vị. Đấy là cái điều mà đã thấy là khó hiểu trong cái sự việc này. Và người ta nói là khu đô thị này rất là bí ẩn, cho nên có những cái bài viết người ta viết rằng là bí ẩn về cái khu đô thị Our City. Và theo ông Đảo thì ông nói rằng là rất nhiều lần ông đề nghị đến để gặp những cái vị mà giới trách quản lý của cái khu vực, của cái khu đô thị Our City. Thí dụ như ông cần đến để vận động đóng góp các cái khoản gây quỹ cho làm thiện nguyện cho người nghèo, quỹ lũ lụt bão vân vân, thì đều không được gặp cái người đứng đầu của cái khu đô thị này một cái lần nào cả. Và ông nói rằng là họ mời tôi về và không hẹn ngày gặp, cũng không có trao đổi bất kỳ một thông tin nào khác. Và ông cũng biết rằng, ông Đảo cũng cho biết là có rất nhiều những cái thông tin, và bản thân ông cũng thấy là có những cái người Trung Cộng hoạt động rất nhiều về đêm trong khu vực này. Chẳng hạn như có những cái xe taxi nó chở khách ra vô trong khu vực, nhưng mà ông không sao có thể gặp gỡ được những cái người quản lý và cũng không được phép bén mảng tới khu vực này. Thì quý vị cũng thấy rằng là đấy là một trong những cái thông tin về Nhật San Cộng sản lao động của Việt Nam. Họ cũng đưa tin như vậy, thì chúng ta cũng thấy rằng là vì sao ngay cả một vị tổ trưởng dân phố mà ông cũng không được quyền gặp gỡ bất kỳ một cái gì, ông không được biết một cái gì, không được đi vô trong cái khu đô thị này. Và cái tên của cái khu đô thị cũng rất kỳ cục là Our City. Và qua đó phải thấy rằng là cái vai trò của Trung Cộng hiện nay trên cái lãnh địa của Việt Nam nó đặt rất nhiều câu hỏi. Cũng như có một cái lần Linh Nga nhớ có một cái bản tin mà ở phía Việt Nam họ đưa là ở khu vực Quảng Ninh của Việt Nam có một cái bãi, có một cái đám cháy, có một vụ hỏa hoạn rất lớn. Thì khi vụ hỏa hoạn vừa mới nhen nhóm bùng lên thì cái người mà đến cứu hỏa tại khu hỏa hoạn này, thưa quý vị, là các lính cứu hỏa Trung Cộng chứ không phải lính cứu hỏa của Việt Nam. Dạ, thì đó là cái quan điểm của Linh Nga, là chúng ta cũng chỉ nên lưu ý về những cái hành động mà xâm lược của người Trung Cộng về ngôn ngữ, về văn hóa, về lãnh địa, về hải phận của Việt Nam trong rất nhiều những cái vấn đề hiện nay. Cho nên là nếu mà phía chính quyền Hà Nội không có lưu tâm về vấn đề này thì chúng ta ở Việt Nam có thể bị mất nước bất kỳ lúc nào. Và thưa quý vị, là cái câu chuyện đó, cái việc mà khó khăn trong việc tiếp xúc không chỉ là của cái ông tổ trưởng tổ dân phố tại đó, mà thưa quý vị, trong cái vụ việc này đó thì ở phía thành phố Hải Phòng đó đã phải huy động là khoảng 500 cảnh sát tập chia thành nhiều cái mũi khác nhau để mà bố ráp, để mà đột kích vào trong cái khu tòa nhà này. Đó, đây là một cái mà chúng cho thấy là nó khi mà người ta làm rất là khó đột nhất, vì cái khu này đã được những cái người Trung Quốc tại đây họ canh giữ, họ có cái hệ thống báo động rất là cẩn mật. Và cái tên, như thưa quý vị, Linh Nga cũng vừa nhắc, cái tên làm gợi cho chúng ta rất là nhiều cái điều mà đặt nhiều cái dấu hỏi, tức là Our City. Tức là Our City tức là thành phố của chúng ta, tức là của Việt Nam, hay là thành phố của Trung Quốc. Thì cái việc đặt tên này nó cũng là một cái ẩn ý của những cái nhà đầu tư. Thì trong cái cuộc bố ráp ngày 27 tháng 7, tức là ngày cuối tuần vừa rồi, ngày thứ Bảy đó, thì thưa quý vị, là hiện nay là đã xác định được có 12 công ty Trung Quốc là thuê cái căn hộ ở trong đây để đặt cái máy chủ để điều hành một cái đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Mà như chúng tôi vừa nhắc tới quý vị, tại cái thời điểm mà các lực lượng chức năng đột nhập vào đây đó, thì có phát hiện là cái lượng tiền giao dịch là khoảng 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì như vậy là chúng ta cũng thấy là những cái nguy cơ, những cái việc mà cái chủ quyền, những cái việc xâm lăng, Trung Quốc không chỉ dùng cái việc võ lực, không chỉ dùng những cái việc kích động ở trên biển, ở trên không, mà ngay ở trên đất liền họ đã thâm nhập từng bước vào. Và như chúng tôi cũng thưa với quý vị trong những cái lần trước đó, tức là thưa quý vị, khi mà hiện nay cái nền kinh tế của Việt Nam là phụ thuộc rất lớn vào
Trung Quốc thì hầu hết những cái máy móc, những cái nguyên vật liệu là được nhập từ phía Trung Quốc, và khi thành phẩm sản xuất ra thì phần lớn trong số đó được xuất cảng đi các nước khác cũng là xuất cảng qua những cái đầu nậu của Trung Quốc. Chính vì vậy mà cái sự lệ thuộc về mặt kinh tế này nó sẽ dẫn đến lệ thuộc rất là nhiều mặt. Và trong thời gian gần đây á, thì những cái xuất hiện ở tại Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc như là Hải Phòng, Quảng Ninh và một số các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng đó, thì có những cái khu dân cư của Trung Quốc mà như chúng ta nên gọi, có thể là nhiều người gọi là Our City, tức là không biết là thành phố của Việt Nam hay là thành phố của Trung Quốc ở trên chính đất nước Việt Nam. Chính như vậy, chính cái điều đó, cái thực tế đó nó đặt ra những cái nguy cơ và những cái dấu hỏi rất lớn về cái việc xâm lăng mềm, và chúng tôi nghĩ là về mặt kinh tế từng bước một rất là tinh vi của Trung Quốc. Thì như vậy thì cái nguy cơ về mặt chủ quyền, cái nguy cơ về mặt lãnh thổ bị xâm hại trong một thời gian, thưa quý vị, cái đó có lẽ nó không xa bao nhiêu nếu chúng ta không có những cái biện pháp cương quyết cho vấn đề này.